Những ngày gần đây, người dân tỏ ra vô cùng lo lắng khi thông tin giá ca tăng mạnh. Bởi thời điểm hiện tại, đa phần mọi người đều ở nhà, thực hiện giãn cách xã hội, nhu cầu nấu nướng tại gia tăng rất nhiều so với thời gian trước. Theo đó, người dân không bị ảnh hưởng bởi lương thực thực phẩm, mà giá ca biến động cũng là nỗi ám ảnh của nhiều người. Giãn cách xã hội kéo dài, người lao động ở trong trạng thái thất nghiệp một thời gian dài, thu nhập giảm kéo theo chi phí sinh hoạt cũng cần hạn chế để đáp ứng được nhu cầu trong thời gian dài Đó hỏi họ phải tính toán cẩn thận chi ly từng thứ để có thể bám trụ hiện giá gà trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới do nguồn cung nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ trong khi đó theo các công ty ga do giá gà thế giới tháng 9 công bố là 665 đô la Mỹ một tấn hơn 15 triệu 600 000 đồng tăng 7,5 đô la Mỹ khoảng 176 000 đồng so với tháng 8 nên doanh nghiệp phải điều chỉnh tăng tương ứng việc giá ga tiếp tục tăng đã khiến không ít người dân cảm thấy lo lắng khi nhu cầu sử dụng ga ngày càng lớn, mà tình hình kinh tế lại giảm sút. Bởi đây là giai đoạn mà người dân phải ở nhà thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của nhà nước, hàng quán đóng cửa, toàn bộ dẫn đến mọi người đều phải tự nấu ăn ở nhà.